Phước đức nhân duyên bởi tài người, luật đời nhân quả có lâu rồi. Lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ còn bôn ba. Chớ tưởng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì. Trần gian vẫn đó bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Và quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Đây cũng là thời điểm vật đổi sao rời, thay cảnh chuyển hình cho quý bạn mệnh, tiền bạc ùn kéo về như thác lũ, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý bạn mệnh, quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được xem những video mới nhất mà ban tổng trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ký đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ, muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri chính xác 100%, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, có 7 dấu hiệu này. Được Phật trời che chở hộ trì, đón vận may bất ngờ, trúng số liên tiếp, đổi vận cực giàu, tiền vàng nhét chật két. Quý anh chị Quý Sửu 1973 thân mến, một số ít người, rất ít thành công là nhờ may mắn, còn đâu, ai đã đứng trên đỉnh vinh quang thường là do bản thân họ xứng đáng, chỉ là nỗ lực của họ thường người đời không nhìn thấy mà thôi. Quý Sửu 1973 cũng là như vậy, nỗ lực trong im lặng, chăm chỉ làm việc không có lời thở than. Cặm cụi xử lý vấn đề không có thời gian mà chán nản, vất vả ngược xuôi, thân tâm mệt mỏi, nhưng vẫn cười như thể đời không có chuyện, nên lắm người nhìn vào tưởng họ nhàn tản lắm thay. Lại có người giỏi trên đời rất nhiều, những người thành công thường là người có khả năng chịu được áp lực, đó là điều làm nên sự khác biệt của bạn. Ngã 7 lần đứng dậy 8 lần, lắm lúc chỉ đơn giản là như vậy, Quý Sửu đã ngã bao nhiêu lần cũng chẳng nhớ nữa, bao thiệt hại từ người đời tạo ra, giúp họ bớt nhiều phần nghiệp quả, để đường đời càng lúc càng thuận may. Chỉ là trống rỗng, thất bại do bản thân mang tới, có lẽ mất cả đời Quý Sửu mới có thể nguôi ngoai. Trong giai đoạn tương lai gần trước mắt, năm 2024 là một trong những năm tháng đẹp nhất trong đời dành cho Quý Sửu. Đây là thời điểm có nhiều may mắn, tài lộc dồn dập đổ về túi, bản mệnh sẽ đón nhiều vận may tới tấp trên vận trình của mình. Vậy những vận may bản mệnh tuổi Quý Sửu gặp phải là gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé! Sự thật gây chấn động về 7 dấu hiệu tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, làm ăn trúng lớn, giàu nhanh như vũ bão. Vâng quý vị thân mến, tôi nhớ đến câu nói của một nhà văn nổi tiếng, ông có viết thế này, cái gọi là trưởng thành chính là khi con người ta phải vật lộn với nỗi cô đơn, tổn thương cả sự mất mát, lạc lòng, nhưng vẫn phải tiếp tục sống. Bước vào tuổi trung niên, bạn mới có thể hiểu thế nào là không thể đoán định trước tương lai. Trong khi phía sau lại không có bất kỳ một cái chiếc phao cứu sinh nào cả và bạn chỉ có thể tự mình chiến đấu mà thôi. Sau khi đã biến những tổn thương thành những chiếc áo giáp ngon lành, chúng ta nghĩ rằng mình đã được tôi luyện để trở nên cứng cỏi hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ ta không bao giờ nghĩ rằng sức mạnh, niềm kiêu hãnh và lòng tự phụ ấy lại bị phá vỡ trong một phút chốc chỉ bằng một vài câu hỏi xã giao đơn giản dưới đây. Đa số Quý Sửu là người hoạt bát tính, tình lanh lợi họ, có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị ức hiếp, đôi khi cũng vô tư giúp đỡ bạn bè, chẳng cần tới báo đáp. Trong cuộc sống, khi cần phải đưa ra quyết định thì họ luôn có lập trường riêng của bản thân, nhưng lại không hề bảo thủ. Người tuổi này luôn sẵn sàng học hỏi, lắng nghe, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức của người khác. Những người tuổi Châu đại diện cho sức mạnh cả thể chất lẫn tinh thần, họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, ý chí kiên cường của con giáp này sẽ không bị mai một mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn. Trong công việc tập thể, tuổi Quý Sửu luôn được giao phó những trọng trách quan trọng và họ cũng nhận được sự kính nể của nhiều người bởi tài năng, sự nhạy bén của mình. Đặc biệt hơn, họ luôn nhìn cuộc sống bằng con mắt hiện thực, biết vị trí của mình cũng như những kiến thức mà họ có thể đạt được thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên,
tính cách người tuổi Sửu sinh năm 1973 lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá, nên rất dễ đắc tội với người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của quý Sửu. Họ quan niệm, cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng, để đạt được ước mơ, hoài bão, chinh phục được thành công, quý Sửu kiên trì, cố gắng và quyết tâm đến cùng, chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng những chú trâu sinh năm 1973 không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách, thì quý Sửu vẫn ung dung, hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Dù vẻ bề ngoài luôn điềm tĩnh, vui vẻ, nhưng thực ra quý Sửu che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng, những lúc buồn bã, khó khăn. Họ cũng cần được quan tâm, an ủi, chăm sóc, lúc ấy gia đình và những người thân xung quanh sẽ là động lực, tiếp thêm sức mạnh để quý Sửu tiến lên phía trước. Đối với quý Sửu, gia đình là nơi thiêng liêng, gắn bó suốt cuộc đời của một con người, bởi vậy họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ. Và dưới đây sẽ là đôi điều nhắn gửi tới anh chị tuổi quý Sửu sinh năm 1973. Người xưa có câu, con trâu là đầu cơ nghiệp, nhưng lắm lúc quý Sửu hay ngồi làm nhảm, con trâu là đầu cơ cực thì đúng hơn. Cơ nghiệp có hay không thì chưa biết, nhưng cơ cực thì là một thứ thấm đẫm trong mệnh căn của quý Sửu suốt những năm tháng vào đời. Bản mệnh của quý Sửu là hải trung kim, vàng trong biển lớn, vàng này tượng trưng cho vô hạn khả năng, vô hạn phú quý, vô hạn tựu thành cùng vạn sự như mong. Tiếc rằng vì là vàng trong biển nên cần tốn thời gian để đưa về bờ, chìm ở dưới đáy cần tốn công để khai thác. Nên tất cả những vô hạn khả năng mà quý Sửu trông thấy được lắm lúc chỉ ở trạng thái tiềm ẩn, lắm khi do chưa tới thời điểm mà chỉ biết nhìn đất trời thở dài ngao ngán. Oán thiên địa sao ta có tài mà chưa gặp thời, sao ta đã nỗ lực, chăm chỉ bền bỉ mà kết quả vẫn nhiều phần ý trời trêu ngươi, gọi là có tài mà chưa gặp thời. Giản đơn vì quý Sửu là bản mệnh có trình độ lắm, họ luôn đi lên từng bước, cặm cụi từng phần, bước dần lên từ bậc thang số 1, tiến đến đỉnh mà chẳng nhảy cóc bậc nào. Trong công việc, hiếm có quý Sửu nào một bước lên tiên, thường xuất phát điểm từ nhân viên rồi dần dần thăng tiến, chính vì vậy họ sẽ hiểu về công việc họ làm, thấm công việc họ được giao, có kiến thức, có trình độ, có kinh nghiệm, hiểu cách quản lý, biết quy trình vận hành, nên cái mà quý Sửu thiếu suốt những năm tháng trước 2023. Giản đơn chỉ là một cái cơ hội hoặc giả một cái thời cơ để cái tài được tỏa dạng, xứng với ánh hoàng kim trong cái vàng đáy biển thuộc mệnh căn của mình. 2023 đến 2025 này, dù là nam hay nữ, quý Sửu cần phải đặc biệt lưu ý, đây là thời điểm mặt trăng và mặt trời sẽ xoay quanh số mệnh của họ, cho họ cái thời mà họ vẫn chờ đợi, cho họ cái cơ hội để phát huy khả năng, cho họ may mắn, cho họ hanh thông, vô vàn thuận hên cùng cực nhiều thuận lợi. Quá trình này chỉ dài trong 3 năm, sau đấy là lúc quý Sửu sẽ lặng lẽ tiêu hóa hết những gì mình đã ăn vào trong 3 năm này. Để chuẩn bị cho một chu kỳ mới, rực rỡ hơn trong bản mệnh của mình, vậy nên đây là một số điều quý Sửu cần lưu tâm để tận dụng đoạn 3 năm này một cách xuất sắc nhất. 1. Khi cửa tài lộc mở ra, ắt cửa cung tình cảm hẹp lại, cửa cung con cái nhỏ lại, nên thay vì phân tâm vào chuyện tình cảm hoặc đợi chờ con cái, tốt nhất nên tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn. Vì bản mệnh của quý Sửu như thỏi vàng nằm lặng dưới đáy đại dương, sâu sắc và tình cảm, nhưng ít người quan sát được, ít kẻ thấu hiểu được, chẳng mấy ai sẻ chia được. Đằng sau nụ cười và thái độ thản nhiên là một tâm hồn ngang dọc suy tư mỏi mệt, lắm trách nhiệm vào thân, nhiều lo lắng cầu toàn. Vậy nên thay vì chú trọng vào thứ mình không dễ dàng có được, thì hãy tập trung vào điều đang được đất trời rộng mở nhiều hơn. 2. Một cơ hội như này mỗi năm, năm mới có một lần, lắm lúc 10 năm mới có một lần. Nếu quý Sửu bỏ lỡ, đến 2031 hoặc 2035 mới có một lần thời gian vàng quay lại, thử hỏi khi đó quý Sửu đã bao tuổi, liệu có còn lực, liệu có còn liều, liệu có còn chăm, cùng đam mê và nhiệt huyết. 3. Đừng sợ thế gian bên ngoài quá rộng lớn, bao la. Đất trời sẽ không vào hàng cá để mua rau, nói nôm na, cái gì đã sắp đặt trước tức mình có đủ khả năng để xử lý và hoàn thành, quý Sửu đủ trình độ, cũng đủ sự chăm, đủ tận tâm và đủ nhiều trách nhiệm, cái mà bạn thiếu chỉ là một chút sự tự tin, một chút sự ngông cuồng, mạnh dạn tiến tới. Ai cũng hiểu vì sợ thua nên quý Sửu cầu ổn, nhưng nhiều năm sau này cái ta hối hận sẽ luôn là về những điều ta chưa từng làm, chứ ít khi ta sẽ hối hận về cái ta đã thực hiện. 4. Trong quá khứ quý Sửu đã nhiều lần thất vọng vì nhân tâm và nhân tính, vậy nên họ lựa chọn thu mình vào cho đỡ mệt thân, nhưng luôn nhớ rằng trâu mà không có người dắt,
thì lắm lúc cũng kiểu đi bừa mà chẳng đúng đường đâu. Vậy nên có thể kiếm một người làm đối tác, kiếm một tổ chức mà phò trợ, đừng lo lại cho đi nhiều hơn là nhận được. Vì bây giờ bạn sẽ hiểu thế nào là thuận may, cũng sẽ hiểu thế nào là chân quý nhân, cho ta sự trợ mà ta từng chờ đợi trong im ắng. 5. Hãy thử sức mình ở vai trò mới, ở một vị trí mới, ở một cấp độ mới. Tôi không khuyên bạn liều lĩnh hay tất tay đánh cược cuộc đời, tôi chỉ nói với bạn rằng, có một câu nói là, một kẻ 20 tuổi chưa từng cuồng, tức ta có tiền đồ, đến 30 tuổi vẫn chưa từng cuồng lại càng có tiền đồ, đến 40 tuổi vẫn không dám cuồng, tức sẽ có một đời bình thản mà ngẫm lại nuối tiếc nhiều năm sau này. Sao không thử điên cuồng một khúc, ngông nghênh một đoạn, dám liều một chút cho xứng với cái khả năng của chính mình. Ta không muốn giản đơn sinh tồn, ta muốn chăm sóc cho gia đình, tựu thành cho bản thể, vậy thì phải làm có ý nghĩa sự tình, cơ hội chỉ đến với người có sự chuẩn bị. Bạn đã chuẩn bị đủ lâu rồi, giờ là lúc nắm bắt mà thôi, ở cái thời khắc ra đời, mọi việc không còn là màu hồng nữa. Với ai cũng vậy, tuổi nào cũng thế, chỉ là với Quý Sửu ở cái đoạn họ hí hửng nhất, hăng say nhất, vui tươi nhất, dám nghĩ dám làm và liều lĩnh nhất, thì lại gặp ngay cái cảm cảnh vận mệnh trêu ngươi, vận số đi xuống, khiến vài ba năm chẳng được việc gì. Suốt từ 2022 đến hết 2024, gần như chỉ là một đoạn ủ ê, không hanh thông, không thành tựu, chẳng được việc, chỉ thuần trải nghiệm ngược xuôi. Tuy vì thế mà Quý Sửu chán nản đôi khi, nhưng cũng nhờ vậy mà rèn được tâm, rèn được tính, rèn được trình cùng bản lĩnh vào mình, để hy vọng sau một đoạn thời không thông, thế không thuận, thì cùng là lúc bắt đầu có những bức tranh mới mở ra, một chút tia sáng cho Quý Sửu ứng được cái câu, khổ trước mà sướng sau. Dù là nam hay nữ Quý Sửu, thì trong năm 2024 này cũng được hưởng nốt toàn bộ vận may của tiền vận, hơi giật mình một chút khi những chú trâu ngày nào còn lơ ngơ. Giờ đã chuẩn bị một chân đi vào trung vận, cái vận may này giúp Quý Sửu có thể xét cắp đường đi, lên kế hoạch cuộc đời, gieo vài hạt mầm và chuẩn bị cho sự phát triển lớn mau. Năm nay vẫn không phải để hưởng, cũng chẳng phải để chơi, mà để tập trung cho những sự khởi mới, bắt đầu lại, quên đi những tàn dư của quá khứ, cũng như hăm hở nhiệt huyết xây dựng lại cái mong mỏi của bản thân. Vì là một năm tương đối quan trọng, nên trước khi bước vào nó, lại đọc đôi lời Quý Sửu cần lưu tâm. 1. Khi vào đời ai cũng có đôi lần vấp ngã, vài lần thất bại, vài lần bị lòng người vần xoay, nên chẳng có gì phải âu lo, hay nghĩ rằng bản thân mình không phải con cưng của số phận. Có trải nghiệm đi xuống thì mới có nỗi đau thì mới có sự lớn thì mới tạo nên tư duy khác biệt, tâm thái trưởng thành, đánh dấu những bước đầu tiên ta hăng say vào đời. Tuy trí nhớ của Quý Sửu hơi kém, hơi lãng đãng, không chú ý, nhưng lại nhớ rất lâu về những đau thương mình từng trải. Điều này chỉ tốn thời gian, khiến tâm vất vả, mất thì mất rồi, học cũng học rồi, nên biết cách buông mà tập trung vào bài toán cuộc đời. 2. Sống vì mình không có gì là sai cả, Quý Sửu không nhất thiết cũng không bắt buộc phải sống vì kỳ vọng của người khác. Quan tâm tâm tư của gia đình hay người bên cạnh là một điều tốt, nhưng để nó ảnh hưởng quá nhiều đến quyết định đường đi, lối lại thì là một lựa chọn không hay. Bạn còn nhớ câu chuyện đẽo cày giữa đường chứ, hãy cứ làm cái việc mà bạn mong muốn, đúng cũng được, sai cũng được, có gì đâu mà phải chần chừ đắn đo. 3. Bản mệnh của Quý Sửu được thiết kế để có bạn có bè, có người thương, có người yêu, có người ghét, có người phản bội, có tiểu nhân và có cả kẻ hãm hại. Nên cuộc đời này là một tập hợp của những pha bẻ lái tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết hay phim ảnh, ban đầu đẹp như rừng hoa ở phía xa, mà càng đi về sau thì càng ngỡ ngàng nhận ra, rừng hoa này chủ đạo toàn bông héo, điểm xuyến đôi ba bông cứt lợn, chả được cái việc gì. Sự oái oăm trong các mối quan hệ của Quý Sửu, từ tình bạn cho đến tình yêu, tình thân cho đến tình đồng nghiệp đều được giảm thiểu đến mức tối đa. Trong đoạn 2024 đến 2025 này, một đoạn để định sự định hình đường đi lối lại, tiến bước dài lâu. Tuy trâu chậm mà lại uống nước trong, sàng lọc được kha khá những rác rưởi quanh thân, để còn lại tuy ít mà lại chất lượng, đồng hành dài lâu, tiến bước dài kỳ. 4. Bạn còn nhớ có cái thời bạn suy nghĩ mọi sự giản đơn chứ, tự tin cho rằng chỉ cần mình cố là sẽ thắng, chỉ cần mình chiến là sẽ được, bao lần vỡ òa vì nước đến chân mới nhảy, nhưng lại nhảy được rất xa, bao lần đạt được thắng lợi nhỏ nhỏ về thân sau khi dày công kỷ luật, tất cả những thứ đấy có thể bạn đã quên vì bị không gian xung quanh đồng hóa. Có thể bạn không còn nhớ vì bị đời vùi cho suốt những năm vừa rồi, nhưng đừng tự khóa lại những sự bất phàm của bản thân như thế. Cặm cụi và lầm lũi, chăm chỉ và lì đòn, thêm tính kỷ luật cùng biết dựng xây tính toán, kế hoạch 2024 này, Quý Sửu sẽ lật mình mà tiến xa. Những ai sinh năm 1973 cũng đều hòa đồng, thân thiện. Tuy có lúc trầm tư ít nói,
nhưng họ lúc nào cũng có một tinh thần lạc quan, ngay cả khi phải đối diện với khó khăn, thử thách, tuổi Quý Sửu cũng là bờ vai vững chắc, hậu phương của gia đình. Bản mệnh nên tránh tranh cãi, mâu thuẫn với người yêu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, bởi điều đó sẽ nhanh chóng làm cho tình cảm hai người trở nên phai nhạt. Với người đã kết hôn, không nên mắng mỏ, cãi cọ với con cái của mình, hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, bảo vệ tổ ấm gia đình cùng các thành viên trong gia đình, nhằm gia tăng tình cảm hơn nữa. Mọi mối quan hệ của Quý Sửu nhất thiết phải dựa trên sự cảm thông, tin tưởng lẫn nhau, họ khéo léo trong chuyện chọn bạn bè. Không phải ai bạn cũng coi là những người tri kỷ thực sự. Trong cuộc đời, tình duyên của Quý Sửu thường đến muộn và diễn ra khá êm đẹp. Theo tử vi, Quý Sửu là kết tinh của sức mạnh thể chất và tinh thần, luôn sẵn sàng giúp đỡ, che chở cho người khác. Khi làm việc, họ tự do và độc lập, không dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Với sự chăm chỉ, cần cù và kiên nhẫn thì sớm muộn họ sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Theo tử vi, vận mệnh người tuổi Quý Sửu khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn, được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Và theo tử vi, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, tuổi Quý Sửu sẽ đón nhận những vận may nào và những điểm hung bạn cần tránh là gì, hãy cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Theo tử vi, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì, người tuổi Quý Sửu không gặp phải quá nhiều biến động, nhưng cũng không đạt được sự phát triển nào đáng kể trên các phương diện sự nghiệp và tài lộc, tuy nhiên chuyện tình cảm thì có thể được đón tin mừng. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy, bản mệnh có vẻ không thực sự tập trung vào công việc của mình, nhiều người tỏ ra an phận, không muốn cố gắng quá nhiều để đạt được thành tích cao hơn. Bên cạnh đó, bản mệnh dù có định hướng và có mong muốn phát triển, nhưng lại chưa thể tìm được hướng đi phù hợp ngay lập tức. Có lẽ bạn cần trao đổi, thảo luận với những người có kinh nghiệm xung quanh mình nhiều hơn. Trên phương diện tài lộc, có vẻ như bạn cần phải tìm một con đường mới để phát triển việc làm ăn, đầu tư, không thể đi mãi theo một lối mòn suốt bấy lâu, bạn chớ nên an phận thủ thường, mà cần nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng, dù có vất vả cũng chớ nên bỏ cuộc. Trước khi bắt tay làm việc gì, bạn cần xác định đúng định hướng cho mình. Theo tử vi, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì này, may mắn là trong chuyện tình cảm do có thiên diêu phù trợ, nên vận đào hoa của con giáp này có cơ hội nở rộ, bạn thể hiện được những điểm độc đáo trong tính cách của mình. Lại thêm bản tính hài hòa, cởi mở, biết chăm chút ngoại hình, nên có thể thu hút ánh mắt của không ít đối tượng khác giới. Tuy nhiên, người đã lập gia đình lại cần phải chú ý hơn đến việc giữ khoảng cách với người khác. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở hộ trì. Tử vi công danh, sự nghiệp tuổi Quý Sửu, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Sự nghiệp của Quý Sửu không có những bước phát triển đáng kể nào trong tháng, một phần do tác động của cục diện nguyệt lệnh lâm suy, một phần vì bạn vẫn còn chảnh mảng, do có tư tưởng ăn chơi, hưởng thụ sau những thuận lợi trước đó mang lại. Những kế hoạch, mục tiêu bạn đặt ra trong thời điểm này khó có thể hoàn thành trong một sớm, một chiều, thậm chí còn bị trì hoãn do bạn phải dành thời gian để giải quyết những rắc rối xảy ra bất chợt, để không dậm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi so với mọi người xung quanh. Bản mệnh không nên có tư tưởng an phận, được đến đâu hay đến đó, chỉ làm việc cốt để hoàn thành trách nhiệm và nhận lương cuối tháng. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, nguyệt lệnh lâm dưỡng cũng khuyên bạn nên phát huy tinh thần chăm chỉ, cần cù, cẩn thận của mình. Với người có chức có quyền, do tác động của thiên hình hung tinh, bạn dễ nảy sinh tâm lý kiêu ngạo, nóng nảy, dẫn đến hành sự bất cẩn, đưa ra quyết định sai trái, gây ảnh hưởng đến tập thể, bản mệnh cần nhắc nhở bản thân thay đổi ngay nếu thấy mình có xu hướng hành xử như vậy. Những người thay đổi công việc trong khoảng thời gian này cũng thường rơi vào cảnh bỡ ngỡ, có nhiều nỗi lo vì phải tiếp xúc với môi trường hoặc nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ. Bạn không nên có những tư tưởng bi quan, chán nản, hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn đầu tiên, rồi bạn sẽ thấy vận trình của mình hanh thông, rộng mở hơn nhiều. Nếu bạn đang cảm thấy bế tắc, bạn có thể trao đổi thêm cùng với những người đáng tin cậy để tìm những giải pháp tốt nhất cho mình, tin rằng với thái độ khiêm tốn, ham học hỏi của mình, bạn sẽ nhận được những lời góp ý chân thành của mọi người xung quanh, hãy luôn cố gắng để có thể phát triển hơn nữa trong tương lai nhé. Về tài lộc,
Công việc dậm chân khiến tình hình tài chính không thể nào sáng sủa. Thời gian tới là thời điểm người tuổi Quý Sửu cần làm đến đâu chắc đến nó, không nên bỏ dở giữa chừng hoặc chạy theo xu thế thị trường. Do có cục diện tương hại tác động, bạn phải giải quyết nhiều rắc rối bất chợt phát sinh, thậm chí phải tốn kém tiền bạc mới có thể êm xuôi. Con giáp này cần kiên nhẫn trước khi đưa ra những quyết định, đừng nổi nóng kẻo khiến mọi chuyện càng dễ lâm vào bế tắc. Người làm đầu tư, kinh doanh chớ nên hành sự bất cẩn, nóng nảy, khinh suất kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, khiến tiền bạc tiêu hao là chuyện nhỏ, dính líu vào pháp luật mới là chuyện lớn. Bạn nên trao đổi với đồng nghiệp, cấp dưới, đối tác của mình nhiều hơn để có thể khắc phục tình trạng trước mắt, chớ nên kéo dài kẻo rơi vào cảnh thua lỗ. Với người làm công ăn lương, bạn vẫn còn ham thích vui chơi, hưởng thụ, nên khó có thể tập trung vào sự nghiệp của mình ngay lập tức. Vì chỉ ở mức hoàn thành công việc, nên bạn khó nhận được tiền thưởng nóng của công ty. Phương diện chi tiêu cũng là điều mà bản mệnh cần phải lưu ý trong thời điểm này. Khi tiền chảy về túi eo hẹp, bạn cũng chớ nên mua sắm quá nhiều cho bản thân hoặc những người thân yêu. Hãy chỉ dành tiền cho những món đồ thực sự cần thiết và phù hợp với mình. Về sức khỏe, xem tử vi sức khỏe khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Do bản mệnh ngũ hành tương khắc nên vận trình sức khỏe cũng chưa thực sự tốt. Dù bạn không mắc phải bệnh nặng, nhưng những căn bệnh vặt vãnh sẽ khiến bạn lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, không muốn cố gắng làm bất cứ việc gì. Bạn nên nhắc nhở bản thân rèn luyện thể dục, thể thao đều đặn hơn, chú ý nghỉ ngơi, không làm việc quá sức, không nên dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ đến những điều tiêu cực. Chỉ khi bạn thực sự thư giãn, các vấn đề về sức khỏe mới được cải thiện. Nếu gặp phải vấn đề không thể tự giải quyết, bạn cũng nên tâm sự với người đáng tin cậy chứ không nên giữ trong lòng. Xung quanh bạn vẫn có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Về gia đạo, dù nhiều phương diện cuộc sống của Quý Sửu vướng phải đủ loại khó khăn, thì may mắn tình duyên lại là một điểm sáng đáng kể, bất kể bạn còn độc thân hay đã tìm được người mình yêu mến. Với các cặp vợ chồng, mâu thuẫn qua đi là lúc hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Người ấy thường đưa cho bạn những lời cổ vũ, động viên hữu ích, giúp bạn có thêm động lực cố gắng trong cuộc sống. Nếu có thời gian rảnh, hai người có thể tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm vợ chồng, tạo thêm cho nhau những kỷ niệm khó quên. Với những người còn lẻ bóng, bản mệnh có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Song mọi chuyện có đi đến đâu hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn hoặc cách hành động của bạn. Hãy cởi mở và trò chuyện với mọi người xung quanh. Rất có thể bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình nhanh chóng thôi. Bạn nên giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực trong chuyện tình yêu, bởi người yêu sẽ là người sẵn sàng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với bạn, cùng bạn đối diện với khó khăn và vượt lên trên nghịch cảnh. Kính chúc quý bản mệnh tuổi Quý Sửu, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì, luôn giữ tâm thế vững vàng, mạnh mẽ và bình an vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Tiếp theo đến là tử vi tuổi Quý Sửu theo từng tuần khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Tử vi tuần 1 khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Theo tử vi trong tuần này, chính quan trợ lực, bản mệnh tuổi Quý Sửu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Thậm chí, có người nhận được quyết định thăng chức, tăng lương trong ngày hôm nay, công sức của bạn được đền đáp xứng đáng. Với người có chức, có quyền, bạn nhận được sự tôn trọng của nhân viên, cấp dưới vì bạn luôn đưa ra được những quyết định chính xác. Nhờ vào khả năng phán đoán và kinh nghiệm của mình, bạn giúp tập thể phát triển nhanh chóng. Phương diện tình cảm chưa có nhiều biến động ở thời điểm này, người độc thân cảm thấy khá ngại ngần khi tiếp xúc với người mà mình thầm mến. Tuy nhiên, nếu bạn không chịu chủ động thì người ấy sẽ khó có thể hiểu được cảm xúc của bạn. Tử vi tuần 2, tuổi Quý Sửu, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Tử vi dự báo, trong tuần nhắc nhở tuổi Quý Sửu trong tuần mới phải cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao. Không phải ai cũng thực tâm đối tốt với mình đâu, nhiều kẻ chỉ giả vờ tốt bụng, để rồi sau đó làm hại bạn mà thôi. Ngay từ đầu tuần, bản mệnh đã có thể phải tiếp xúc với không ít kẻ mong muốn lợi dụng mình. Tất cả cũng chỉ bởi bạn kiếm tiền quá dễ dàng, khiến cho những kẻ xung quanh nổi lòng tham. Đừng tin những lời tâng bốc, nịnh bợ của chúng, bạn phải tự biết là ai, mình đang ở vị trí nào, đừng để những lời mật ngọt ẩn giấu thuốc độc phía sau, khiến cho mình đánh mất hết lý trí. Bạn có năng lực đó, nhưng vẫn cần sự dìu dắt, giúp đỡ của đồng nghiệp và cấp trên, một cây làm chẳng nên non, đừng ảo tưởng về sức mạnh của mình nữa, bạn chưa tài giỏi tới mức đó đâu. Nếu không sớm tỉnh ngộ thì chẳng những công việc bất ổn, mà ngay cả tiền bạc cũng chẳng có mà tiêu,
bản mệnh nên thận trọng với những điều mình làm, hãy suy nghĩ tới hậu quả trước khi bắt tay làm bất cứ điều gì. Tử vi tuần 3 của tuổi Quý Sửu khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Tử vi dự báo, tuần mới có Bạch Hổ hung tinh nên bản mệnh phải hết sức cẩn thận với những vấn đề liên quan tới sức khỏe, đi lại, hỏa hoạn. Nếu muốn làm những việc quan trọng thì con giáp này nên chọn những ngày đầu tuần do có tam hội cục trợ lực, từ ngày thứ 5 trở đi thì nên hoãn lại. Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng bạn sẽ đạt được thành quả ngoài sức tưởng tượng. Nếu cảm thấy quá sức, bạn có thể xin nghỉ ở nhà 1-2 ngày, vừa tĩnh dưỡng cơ thể, vừa lấy lại tinh thần cho bản thân. Đừng tham công tiếc việc vì vài đồng tiền lẻ mà khiến bản thân lao lực. Tiền bạc có thể kiếm lại, bạn hoàn toàn có khả năng làm giàu, nhưng đừng làm ăn quá sức, cứ bình tĩnh, càng yêu bản thân thì càng được lộc lá kiếm tiền. Quý Sửu nên nhắc nhở người thân và chính bản thân mình trong tuần này, hạn chế đi đường xa, bơi lội hoặc trêu ong chọc rắn, để điện thoại sạc điện qua đêm. Nếu muốn bình an vô sự thì hãy cẩn thận hơn trong chế độ ăn uống của gia đình, lo lắng một chút không bao giờ là thừa. Nhiều người sẽ nói rằng bạn lo xa, nhưng nỗi lo của bạn đều có căn cứ cả. Tử vi tuần 4, tuổi Quý Sửu, khi có 7 dấu hiệu là người có căn lành được Phật trời che chở, hộ trì. Có thể thấy rằng, tuần này là tuần Quý Sửu cần phải hết sức cố gắng và tập trung trong công việc nếu muốn khẳng định bản thân. Cấp trên có thể sẽ giao cho bạn nhiều nhiệm vụ quan trọng, dù phải vất vả, nhưng sẽ tạo ra cơ hội thăng tiến ở tương lai. Tài chính càng về cuối tuần càng vượng sắc hơn, có thể bạn sẽ nhận được nhiều tiền thưởng nóng hoặc hoa hồng nếu hoàn thành tốt các dự án được phân công. Người làm kinh tế cũng nhận được tiền lời lãi nhờ những quyết sách đúng đắn từ trước đó. Phương diện tình cảm khởi sắc rực rỡ từ giữa tuần trở đi, có thể bạn sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp trong một trường hợp bất ngờ nào đó, hai người mới chỉ vừa gặp gỡ mà đã thấy như thân thiết từ lâu. Tuy nhiên, Bạch Hổ mang lại điềm báo, bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu, bạn cần tập trung, chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc, đồng thời chớ làm việc quá sức. Quý anh chị Quý Sửu 1973 thân mến, để biết được may mắn cho mình không phải là sẽ có, mà cần có thêm cho mình một số vật phẩm phong thủy kích tài vận. Ngay sau đây, Tinh Mệnh Học sẽ chia sẻ với anh chị Quý Sửu 1973 một số vật phẩm phong thủy về mình để mang lại may mắn hơn. Tượng Châu phong thủy, trong 12 con giáp Châu là Sửu, còn trong sơ đồ bát quái, Châu là quẻ khôn, chủ yếu về đai, mang đến sự thịnh vượng, bền vững. Đối với những người nông dân, con Châu thật sự là một người bạn gắn bó vô cùng thân thiết. Người xưa quan niệm rằng, đời người có 3 việc quan trọng là tậu Châu, cưới vợ, làm nhà. Con Châu vốn là đầu cơ nghiệp của người nông dân, chính vì vậy Châu đã trở thành biểu tượng của sự phú quý, cát tường cho người tuổi Quý Sửu 1973, Châu khai phú quý. Tỳ hưu phong thủy. Tỳ hưu hay còn gọi là thiên lộc, tỳ tà là linh vật chiêu tài tác lộc, mang lại sự may mắn, sức khỏe và thành công. Ngoài ra, tỳ hưu còn có tác dụng trấn trạch, trừ tà khí, giữ của, mang lại sức khỏe, bình yên cho người tuổi Quý Sửu 1973, thiềm thư phong thủy. Cóc ba chân, thiềm thư là linh vật từ xa xưa có ba chân, có hình dáng miệng ngậm đồng tiền vàng. Chân đạp lên đống tiền cổ, đây là biểu tượng của sự may mắn, phú quý và giàu sang cho người tuổi Quý Sửu 1973. Thiềm thư thường được làm bằng các loại đá tự nhiên, đá quý, những kim loại quý nhằm thu hút linh khí và vượng khí vào nhà, cửa hàng, doanh nghiệp cho gia chủ tuổi Quý Sửu 1973. Tượng cá phong thủy. Cá chép cũng là một biểu tượng của may mắn. Con cá chép có biểu tượng của lòng dũng cảm vô song trong truyền thuyết, vượt vũ môn để hóa rồng, là tượng trưng cho tính kiên nhẫn, một điều không thể thiếu cho người tuổi Quý Sửu 1973 nếu muốn thành công. Quả cầu phong thủy. Quả cầu đá mang trong mình nguồn năng lượng dương dồi dào, bởi nó luôn hấp thụ linh khí dương khí của trời đất. Chính vì vậy mà quả cầu đá được xem là biểu tượng của trí tuệ, sự may mắn và quyền lực cho người tuổi Quý Sửu 1973. Từ xưa, con người đã biết chế tác những quả cầu từ những loại đá tự nhiên, đặc biệt là đá quý để trừ tà, thu hút vượng khí thể hiện sự quyền lực của mình. Gậy như ý phong thủy. Với việc thể hiện địa vị, tăng cường quyền lực mà ngày nay việc đặt quyền trượng trong nhà hoặc văn phòng, được cho là sẽ tăng cường năng lượng chủ yếu về sự lãnh đạo và sức ảnh hưởng cho người tuổi Quý Sửu 1973. Nếu bạn là nhà quản lý, giám đốc hay chủ tịch của một tập đoàn, thì quyền trượng sẽ đảm bảo quyền hạn của bạn được công nhận,
ý kiến và quyết định của người tuổi Quý Sửu 1973 được công nhận lại vừa mang lại may mắn cho bạn. Thuyền phong thủy. Phong thủy còn cho rằng nếu bạn đặt một mô hình chiếc thuyền trên bàn làm việc hay trong phòng, tuy nhiên phải hướng chiếc thuyền vào phòng thì sẽ đem lại may mắn cho người tuổi Quý Sửu 1973 nếu hướng ra ngoài, nếu không sẽ đem lại ý nghĩa là chạy mất. Cây tài lộc phong thủy. Với cây tài lộc màu xanh, thường được ví von là sự mô phỏng của cây ngọc bích, loại cây chỉ cần lấy một chiếc lá đặt xuống đất ẩm nó sẽ nảy mầm, mọc thành cây mới, biểu tượng của sự may mắn, sẻ chia và tuổi trẻ vĩnh hằng cho người tuổi Quý Sửu 1973. Còn bây giờ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.